Hamas tuyên bố phục kích, bắt sống binh sĩ Israel. Abu Ubaidah, phát ngôn viên cánh vũ trang của Hamas, cho biết hôm nay các tay súng của chúng tôi đã dụ lực lượng Israel vào bẫy phục kích trong một đường hầm. Đối phương rút lui và bỏ lại nhiều binh sĩ thiệt mạng, những người bị thương đã bị bắt làm tù binh. Quan chức Hamas thêm rằng sự việc diễn ra tại khu trại Jabalia, phía bắc giải Gaza, nhưng không tiết lộ tổng số binh sĩ Israel trong sự việc. Lực lượng Hamas cũng công bố hình ảnh cho thấy một người bị thương mặt quân phục giả chiến đang bị kéo đi trong đường hầm, cùng vũ khí và trang bị cá nhân được cho là của nhóm binh sĩ Israel. Quân đội Israel sau đó bác bỏ tuyên bố của Hamas, khẳng định không có vụ bắt cóc binh sĩ nào được ghi nhận. Thông tin được đưa ra vài giờ sau khi xuất hiện những dấu hiệu cho thấy triển vọng Israel và Hamas nối lại đàm phán ngừng bắn tại giải Gaza. Quan chức giấu tên am hiểu vấn đề nói rằng hai bên có thể tiếp tục đối thoại sau khi lãnh đạo cơ quan tình báo quốc gia Israel, Mossad, gặp giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ, CIA, và Thủ tướng Qatar. Người này cho hay các bên quyết định hòa đàm sẽ bắt đầu dựa trên những đề xuất mới từ Trung gian Ai Cập và Qatar, cùng sự tham gia tích cực của Mỹ. Tin do Trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã theo dõi.